Xin chào anh em đã trở lại với Hacom. Thì hôm trước có một vị khách đã đến đây và đưa một bộ cây PC như này. Một bộ cây PC này cũng được khoảng tầm 2-3 năm rồi anh nhỉ. Trước đây là trong này có những bộ thành phần gì? Bộ máy này thì hiện tại là đã sử dụng được khoảng hơn 3 năm rồi. Và những cái linh kiện trong đấy thì thời điểm anh mua ấy là gần như là vừa mới ra mắt là anh đã mua luôn rồi. Rất là khủng. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó đã hết bảo hành rồi. Và anh khách là anh là một người rất là chịu chơi. Nên là khi mà sản phẩm hết bảo hành anh quyết định là thay toàn bộ linh kiện bên trong. Đấy thì điểm qua một chút về cái linh kiện cũ của cái PC đấy. Nó bao gồm anh nhớ không nhầm là một con i7-8700K. Một con card đồ họa là 1080 Ti. Và một cái main cũng rất là khủng của Acer. Vâng. Và anh khách đó đã đến đây để cho chúng mình dọn vỏ cây, thay tất cả những thành phần và nâng cấp lên những thành phần có thể gọi là một những thành phần xịn nhất bây giờ anh nhỉ. Vâng, 8700K lên 5900X, 1080 Ti lên 3080 Ti, và con Maximus 10 lên con Corsair 8. Rồi, và tất cả những bộ phận này sẽ được đi qua những dòng nước mát mẻ đến từ IK. Được không? Bây giờ chúng ta hãy cùng build bộ PC này và khiến cho cạnh khách của chúng ta cảm thấy bất ngờ nhé. Maybe it's whatever, or this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The light of your back got disappear. But if it don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, from when all the smoke has cleared. I'm brushing away. Đã lắp xong hoàn thiện bộ máy này thì bây giờ bọn mình sẽ giao bộ máy này cho anh khách. Hãy cùng theo chân chúng mình để xem là anh khách sẽ có cảm nhận như thế nào về bộ máy này nhé. Bắt đầu nào. Vâng, các bạn thân mến, mình và anh Tuấn Anh đang có mặt ở trước cửa nhà của khách hàng rồi. Và ngay bây giờ thì chúng mình sẽ mang chiếc PC vào để có thể lắp đặt cho anh ấy nhé. Bắt đầu nào. Vậy là chúng mình đã lắp đặt xong hoàn toàn chiếc PC này cho khách hàng rồi. Và đây là một chiếc PC rất là cao cấp, có mức giá là khoảng 150 triệu đồng. Và ngày hôm nay đi cùng với mình thì có anh Tuấn Anh, đột thầy đi nước tại Hacom. Và không biết là anh có thể chia sẻ một chút về đường nước của PC là ngày hôm nay được không ạ? Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay rất là vinh dự được trực tiếp đến nhà anh khách hàng và bàn giao cho anh bộ máy này. Thì không biết là anh nhìn thấy bộ máy này thì anh cảm thấy lung linh hay là... Thấy khá là lung linh, rất là đẹp đấy, cách đi nước rồi cách xử lý đúng không anh? Thì nói chung là ở bộ máy này thì theo cái tông chủ đạo của nó là bọn em sẽ cố gắng thiết kế sao cho mà nhìn thật là lung linh và nhiều đèn RGB nhất có thể. Thì đặc biệt đây là đã sử dụng một cái bơm gọi là bơm dạng tấm ấy. Thì cái bơm này nó có cái dải LED RGB ở dưới, và khi mà kết hợp với cái màu nước này ấy thì nó sẽ hắt lên, nhìn trông rất là lung linh. Dạ vâng, thì em cũng được biết là anh đã có nhu cầu nâng cấp cái PC này từ khoảng 2 tháng trước rồi đúng không ạ? Nhưng bởi vì là diễn biến của dịch khá là phức tạp nên là thời điểm hiện tại thì anh mới có thể nâng cấp được. Anh có thể chia sẻ một chút trong 2 tháng qua thì anh cảm thấy như thế nào không ạ? Thực sự trong 2 tháng qua cũng cảm thấy nhất là rất là hồi hộp, cũng rất là mong chờ, mong là hết dịch. Và cũng để là thứ nhất là tốt cho cả xã hội, và thứ hai là cũng có cơ hội để mang máy ra. Anh mình có thể bí bách không anh? Cũng tương đối đấy. Rất là hào hức chờ đợi cái máy này đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng.
Thế thì khi nâng cấp xong PC thì anh sẽ sử dụng nó vào nhu cầu như thế nào? Anh sẽ làm việc hay là anh sẽ chơi game ạ? Thật ra là cả hai cũng có làm việc và cũng là chủ yếu là chơi game. Giải trí. Em cũng có thấy là ở nhà mình là có cả PS5 nữa. Thì khi mà đã nâng cấp PC như thế này thì anh sẽ phân bổ thời gian chơi game như thế nào ạ? Thì PS5 là cho những ngày trong tuần thì kiểu có thể ngồi chơi những cái game nhẹ nhàng hơn, còn cuối tuần để cho chơi PC những game là cần thời gian nhiều hơn. Dạ vâng, và sau khi là chờ đợi một khoảng thời gian rất là lâu và đã nâng cấp được chiếc máy này thì cảm nhận của anh khi mà đón nhận được em nó về nhà sẽ là như thế nào ạ? Thì thế là rất là vui, và cuối cùng là sau tất cả thì mọi thứ đã bình thường lại và có một máy mới. Và thứ hai thì cũng cảm thấy là chiếc máy này được xử lý rất là chuyên nghiệp và rất là chu đáo đấy. Thấy các cái chi tiết đường ống và cái mọi chi tiết được xử lý rất là hợp lý, và cũng như là và tất nhiên là cũng đồ trang thiết bị ở trong là trang thiết bị mới nhất rồi, thì cũng rất là mong là máy sẽ cải thiện nhiều về mặt performance của máy. Cảm ơn quý vị thân mến, thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi, và một lần nữa thì rất là muốn cảm ơn khách hàng ngày hôm nay đã tin tưởng lựa chọn hai con, và hy vọng là chúng em sẽ có thể là tiếp tục hỗ trợ anh ở trong nhiều cái dịp khác nữa. Ok, rất cảm ơn các bạn hôm nay đã hỗ trợ và cung cấp một dòng máy đẹp như này cho mình. Và các bạn đừng quên là hãy like, share và subscribe kênh channel của Hacom để có thể theo dõi những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.